Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục cập nhật những tin tức đang được quan tâm cùng chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, chương trình trưa nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Nước lũ dâng cao, nhiều người dân ở Quảng Trị sơ tán trong đêm. Nhà vườn ở Bến Tre tất bật chăm sóc bonsai mai vàng phục vụ Tết. Tiệm giặt ủi bốc cháy dữ dội trong đêm tại Hà Nội. Phát hiện mẫu cá khoai chứa formol tại Quảng Bình. Bắt tạm giam đối tượng bạo hành con gái nuôi 4 tuổi ở Cà Mau. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua thì nhiều tàu cá của ngư dân tỉnh Khánh Hòa về cập cảng Hòn Rớ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để trúng đậm cá dưa gan, hay còn được gọi là cá sọc dưa. Đây là loại cá rất được thị trường ưa thích do thịt ngon, chế biến được nhiều món ăn. Sau khi cập cảng thì ngư dân tất bật chuyển cá dưa gan lên cho bạn hàng tiểu thương trên bến. Những cơ sở chế biến hải sản cũng điều xe đông lạnh đến tận cảng để thu mua, khiến cho bến cảng luôn nhộn nhịp cảnh bạn hàng cân đông phân loại theo kích cỡ cá. Cá dưa gan, cá có thịt rất ngon, nhờ nên rất dễ tiêu thụ ngoài thị trường. Giá bán cá khoảng 100.000 đồng một ký. Với mức giá này thì những tàu đánh bắt được nhiều cá dưa gan bội thu, bà con ngư dân rất phấn khởi. Và như Thanh nghĩ là bất cứ ngành nghề nào và dù cho là ngư dân hay là nông dân, cái điều khiến cho bà con vui nhất đó chính là đến mùa thu hoạch ạ. Và cụ thể là ở Tiền Giang những ngày này thì rất là nhộn nhịp cảnh nhân công vào dựng thu hoạch sầu riêng để mà đem đến điểm tập kết. Và đang vào mùa nghịch cho nên sản lượng sầu riêng còn hạn chế, nên cách một tuần trước khi thu hoạch, các thương lái đã vào tận vườn để đặt cọc thu mua với giá là 135.000 cho đến 145.000 đồng một ký. Một thương lái tại thị xã Cai Lậy cho biết mỗi mùa thu mua 2 đến 5 tấn sầu riêng ở Cai Lậy, Cái Bè và Chợ Lách tỉnh Bến Tre. Ngoài ra để đủ nguồn hàng, các thương lái còn thuê người dân địa phương vào vườn tìm mua sầu riêng với mức phí từ 1.000 cho đến 1.500 đồng mỗi ký. Các nhà vườn cho biết trước đây thường trồng sầu riêng thuận mùa, tuy nhiên những năm gần đây, diện tích cây sầu riêng trong vùng lẫn các nơi khác tăng cao. Nhiều nhà vườn vì thế đã thay đổi, chuyển sang trồng nghịch vụ, dù kỹ thuật xử lý phức tạp, nhiều bất lợi do thời tiết, bù lại sẽ bán được giá cao hơn. Do giá tăng vọt, thời gian qua, một số nơi có tình trạng nông dân lẫn thương lái thu hoạch sầu riêng non, không đạt tiêu chuẩn. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh An Giang đã có nhiều khuyến cáo nhà vườn lẫn đơn vị thu mua, không vì lợi ích trước mắt làm ảnh hưởng đến chất lượng, uy tín của sầu riêng địa phương. Và ngoài cây giống và hoa kiểng ra, thì cây mai vàng của huyện Mỏ Cày Bắc không chỉ nổi tiếng ở tỉnh Bến Tre, mà còn được người chơi kiểng cả nước biết tiếng. Và bắt đầu từ tháng 10 âm lịch, thì nhà vườn nơi đây đã tất bật chăm sóc mai. Và điển hình như là hộ của anh Võ Văn Thương ở ấp Tân Nhơn, xã Hưng Khánh Trung A, người có hàng chục ngàn chậu mai vàng bonsai chuẩn bị phục vụ Tết Giáp Thìn năm 2024. Anh Thương cho biết, để trồng cây mai vàng ra hoa thì rất dễ, bởi trên thực tế nhiều gia đình chỉ dứt hạt ra vườn hoặc để cây tự sinh trưởng phát triển, thì sau vài năm cây sẽ ra hoa. Tuy nhiên, trồng theo cách ghép cành, uốn thế để có cây mai kiểng cổ, cây mai ghép cho qua nhiều cánh, sắc vàng tươi thắm hoặc cây mai bonsai đẹp, có giá trị, ra qua đúng dịp Tết Nguyên Đán, thì việc chăm sóc, tỉa cành, tạo tán là công việc đòi hỏi sự đầu tư rất lớn về thời gian, công sức. Hiện tại, ngoài cây giống, anh sở hữu gần 20.000 cây mai vàng bonsai các cỡ. Tới đây thì tôi làm mai thì giống thì chỉ giống truyền thống thôi. Mai thì dảo Thủ Đức với dảo Phú Tân, có mà mấy loại khác không làm. Nhưng mà riêng về đặc điểm cây mai là nếu gốc nhớt mà già mùa như mai như tôi đang làm như vậy thì nó sẽ Tết nó sẽ đạt bông nụ sẽ kết quả cao. Thời điểm này, nhiều nhà vườn ở huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre đang háo hức tất bật với việc uốn kẽm cho những cành mai, cắt tỉa những cành non giúp cây tập trung sức nuôi nụ, tăng lượng phân và nước tưới cho cây. Hoa kiểng không chỉ là một nhu cầu tinh thần không thể thiếu khi Tết đến xuân về, mà còn là một ngành kinh tế nông nghiệp mang lại lợi nhuận cao. Trong đó, trồng mai vàng bonsai là mô hình hấp dẫn đối với nhiều nhà vườn ở Bến Tre và nhiều tỉnh thành khác. Vào khoảng 23 giờ 30 phút tối qua, tiệm giặt ủi trên đường Lê Văn Hiến ở phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội bốc cháy dữ dội, khiến cho nhiều người hoảng hốt.
Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã điều động xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Sau gần một giờ nỗ lực, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Dù cháy không có thương vong về người, nhưng khiến cho nhiều đồ dùng bên trong cửa hàng bị thiêu rụi. Nhiều người dân sống gần đó một phen hoảng hốt. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Sáng nay, quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã Thân Cú Nghĩa, huyện Châu Thành của tỉnh Tiền Giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy. Hậu quả vụ tai nạn làm cho hai người nhập viện cấp cứu. Vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay, xe đầu kéo mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh kéo theo rơ móc đang lưu thông trên đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, hướng đi từ vòng xoay cao tốc ra quốc lộ 1. Trong lúc xe vừa đi đến điểm giao giữa đường dẫn cao tốc và quốc lộ 1, đoạn thuộc địa bàn ấp Ngãi Lợi, xã Thân Cú Nghĩa, huyện Châu Thành của tỉnh Tiền Giang, thì xe máy mang biển kiểm soát 65L1-08084 do một người đàn ông hơn 50 tuổi điều khiển chở theo một phụ nữ trên xe đang lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây, đi tới va chạm vào nhau. Cú va chạm đã khiến cho cả hai người cùng phương tiện té ngã xuống đường. Sau tai nạn thì hai người bị thương được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe bồn và xe máy khiến cho hai người tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18 giờ tối qua, hai người phụ nữ chở nhau trên xe máy biển số tỉnh Đắk Lắk lưu thông trên đường tỉnh 748. Khi đến xã An Điền, thị xã Bến Cát, xe máy xảy ra va chạm với xe bồn chạy cùng chiều. Sau va chạm, cả hai nạn nhân ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Hai người này đang chở nhau đến công ty làm ca đêm thì gặp nạn. Nhận tin báo, cảnh sát giao thông thị xã Bến Cát cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thưa quý vị, đau nhức xương khớp có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng đến sức khỏe, làm giảm khả năng vận động và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Mặc dù vậy, thay vì tìm đến các bác sĩ chuyên khoa khi mà gặp các vấn đề về xương khớp, thì nhiều bệnh nhân lại tự ý sử dụng thuốc hoặc là điều trị tại nhà nữa. Vâng ạ, chúng ta có thể thấy là việc mua thuốc hoặc là điều trị khi mà không có cái sự kê đơn của bác sĩ đó, thì giờ rõ ràng điều này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe mà còn gây khó khăn cho việc điều trị nữa. Vậy thì những nguy cơ tiềm ẩn khi mà tự điều trị đau nhức xương khớp tại nhà là gì? Để hiểu rõ hơn vấn đề này thì xin mời quý vị cùng theo dõi lời cảnh báo ngay sau đây. Đau nhức xương khớp là dấu hiệu thường gặp ở người lớn tuổi. Hiện nay, căn bệnh này xuất hiện ở cả những người trẻ tuổi với số lượng ngày càng gia tăng. Nguyên nhân cơn đau không đơn thuần chỉ là do thời tiết, do ngồi hay làm việc sai tư thế, mà còn là dấu hiệu của những căn bệnh nguy hiểm về xương khớp. Theo thống kê của Hội Cơ Xương Khớp Việt Nam, có khoảng 30% người trên 35 tuổi, 60% người trên 65 tuổi và 85% người trên 85 tuổi bị thoái hóa khớp. Hội Loãng Xương Thành phố Hồ Chí Minh ước tính có khoảng 3,6 triệu người Việt Nam đang bị loãng xương. Tuy nhiên, con số này có thể cao hơn bởi vì nhiều bệnh nhân không được khám và chẩn đoán. Do bệnh diễn biến âm thầm nên nhiều người có tâm lý chủ quan, tự ý sử dụng thuốc điều trị tại nhà, đến khi biến chứng nguy hiểm mới tìm đến bác sĩ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình huống này. Thứ nhất là cái tâm lý ngại đi khám bệnh, vì là khi mà người ta sợ là vô bệnh viện thì nó sẽ tốn thời gian và tốn kém chi phí. Trong khi đó thì ở các tiệm thuốc, ở các nhà thuốc thì rất là dễ dàng tiếp cận các loại thuốc giảm đau, nhức xương khớp. Và ngoài ra thì có những cái thuốc như là thuốc nam, thuốc bắc không rõ nguồn gốc trôi nổi trên thị trường thì mọi người cũng có thể dễ dàng tiếp cận. Có những bệnh nhân khi mà người ta bắt đầu có triệu chứng đau nhức xương khớp thì họ bắt đầu đi tìm kiếm những cái thông tin đó trên mạng và trở thành bác sĩ online. Họ tự chẩn đoán bệnh và tự ra tiệm thuốc để mua thuốc. Thì điều này thì cực kỳ nguy hiểm và có thể tiềm ẩn những cái nguy cơ sức khỏe cho họ. Theo các bác sĩ, các thuốc chống viêm giảm đau tức thì là một biện pháp điều trị quan trọng và hữu hiệu trong các bệnh lý cơ xương khớp. Tuy nhiên, đây không phải là biện pháp lâu dài. Nếu như lạm dụng và hiểu sai tác dụng của thuốc, có thể gây ra nhiều biến chứng như tổn thương nội tạng, loãng xương, thậm chí là hoại tử xương. Mới đây, một bệnh nhân tại Phú Thọ nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, dùng thượng vị, kèm theo chướng hơi đầy bụng. Nguyên nhân là do người này đã tự ý mua thuốc về uống để điều trị đau xương khớp, dẫn đến tình trạng viêm dạ dày, biến chứng thủng dạ dày. Tương tự như trường hợp trên, bà M.A.N. ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh
thấy mình có biểu hiện xương khớp nhức mỏi, khiến việc đi lại bất tiện. Bà đã lên mạng tìm hiểu và tự ý mua thuốc về sử dụng. Hậu quả là bệnh không mất mà còn nặng hơn. Tôi nghĩ người già đau nhức xương là chuyện bình thường, nên tôi có lên mạng tìm mua thuốc xoa bóp. Dùng vài ngày thì thấy cái chân tay thì nó đỏ mà nó đau nhất lắm. Cho nên tôi quyết định đi bệnh viện để khám. Lúc đó thì mới biết là mình bị loãng xương. Còn với trường hợp của bà TTD, ngụ tại Bình Định, được chẩn đoán là bị loãng xương và phải uống thuốc theo đơn của bác sĩ. Tuy nhiên, sau khi hết thuốc, thay vì đi tái khám để kiểm tra, bà đã tự ý sử dụng các loại thuốc theo bạn bè giới thiệu. Tôi thấy bệnh cũng đỡ đỡ, nghe chị bạn cũng bị loãng xương giới thiệu về thuốc chống viêm, giảm đau với thuốc bôi ngoài da hiệu quả, nên tôi cũng dùng thử. Mới đầu thấy cũng bớt, sau đó lại nặng hơn trước. Cái thứ nhất đó là khi mà điều trị các thuốc như vậy thì sẽ làm lu mờ những cái triệu chứng. Trong khi là các bệnh lý có biểu hiện cơ xương khớp á, nó chỉ là bề nổi thôi. Còn á, cái căn nguyên gốc rễ của cái bệnh mà gây ra cái triệu chứng đó thì phải là những bác sĩ có chuyên khoa, người ta có kinh nghiệm trong cái việc chẩn đoán, thì người ta mới biết được những cái nguyên nhân đó là gì. Và khi đó thì bệnh nhân uống thuốc vô không có còn thấy triệu chứng gì nữa thì sẽ thầy nghĩ là mình hết bệnh rồi, nhưng mà bản chất thì cái bệnh thì nó cứ tiếp tục diễn tiến và dẫn đến là chậm trễ trong việc chẩn đoán trong cái thời gian vàng để điều trị kịp thời, và khi đó thì có thể mang lại những cái hậu quả rất là xấu về sức khỏe, có thể là suy giảm hoạt động chức năng và thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng. Nguyên tắc điều trị an toàn hiệu quả khi bị các vấn đề về xương khớp là cần được điều trị sớm, đúng phác đồ, tái khám định kỳ và tuyệt đối không tự mua thuốc về uống, không tự ý tăng giảm hoặc ngừng dùng thuốc khi chưa có ý kiến của bác sĩ. Ngoài ra, việc thăm khám định kỳ để sớm phát hiện các bệnh lý về xương khớp cũng là cách để phòng ngừa, điều trị kịp thời, tránh các bệnh lý về xương khớp. Tiếp tục chương trình Người Đưa Tin 24 giờ trưa nay là các thông tin đáng chú ý sau. Nước lũ dâng cao, nhiều người dân ở Quảng Trị sơ tán trong đêm. Phát hiện mẫu cá khoai chứa phormon tại Quảng Bình. Bắt tạm giam đối tượng bạo hành con gái nuôi 4 tuổi ở Cà Mau. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Từ ngày hôm qua đến rạng sáng nay, tại huyện Cam Lộ của tỉnh Quảng Trị có mưa rất to, gây ngập lụt nhiều khu dân cư ở các vùng ven sông Hiếu. Trong đêm thì nước tràn vào các khu dân cư ở xã Cam Thủy, Cam Hiếu, thị trấn Cam Lộ, xã Cam Tuyền và xã Cam Thành gây ngập lụt. Rạng sáng nay trời ngớt mưa nên nước lũ rút dần, mực nước lũ ngập nhà dân cao nhất khoảng từ 60 cho đến 80 cm, thấp hơn so với đỉnh lũ lịch sử năm 2020. Trong đêm qua và rạng sáng nay, huyện Cam Lộ đã tổ chức di dời 255 hộ dân với 550 nhân khẩu. Các hộ dân này được đưa đến nhà cộng đồng hoặc ở ghép tại nhà của người dân tại vùng an toàn. Thống kê ban đầu cho thấy ở huyện Cam Lộ có khoảng 800 hộ bị ngập, trong đó tập trung chủ yếu ở xã Cam Hiếu và Cam Tuyền. Dịp này nhiều diện tích nông sản của người dân chưa đến vụ thu hoạch. Hiện Ủy ban nhân dân huyện Cam Lộ đang thống kê thiệt hại. Ngoài huyện Cam Lộ, tại thành phố Đông Hà của tỉnh Quảng Trị, nhiều nơi cũng đã xảy ra tình trạng ngập lụt. Khu quản lý đường bộ 2 cho biết mưa lớn đã làm cho nhiều tuyến quốc lộ qua miền Trung bị ngập sâu, sạt lở, một số đoạn phải tạm thời đóng đường gây ảnh hưởng đến giao thông. Cụ thể, đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Hà Tĩnh bị ngập, sau 15 giờ chiều qua nước mới rút dần, quốc lộ 8 ở khu vực thuộc dự án nâng cấp mở rộng đường cũng bị sạt ta luy dương gây ách tắc giao thông. Trên quốc lộ 1 đoạn qua đèo Hải Vân thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, một đoạn tường hộ lan cứng bị lún nghiêng, nguy cơ sạt xuống đường sắt Bắc Nam hiện đang được khắc phục. Theo Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, điểm sạt lở là khu vực đang được theo dõi sạt trượt. Trong trường hợp sạt lở có nguy cơ đe dọa an toàn giao thông, cơ quan chức năng sẽ cho các phương tiện tạm dừng qua lại để xử lý. Tổ liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm của huyện Bố Trạch của tỉnh Quảng Bình đã lấy mẫu và xét nghiệm nhanh đối với cá khoai bán tại các chợ Hoàng Lão, chợ Hải Phú, chợ Phong Nha và chợ Tróc. Và kết quả test nhanh cho thấy là các mẫu cá này đều dương tính với phormon.
Theo Quyên Bố Trạch, định kỳ hàng tháng tổ liên ngành lấy mẫu và kiểm nghiệm nhanh an toàn thực phẩm thường xuyên thực hiện kế hoạch kiểm nghiệm nhanh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Các tổ liên ngành này sẽ đi các chợ lấy mẫu test các loại thực phẩm ngẫu nhiên, sau đó xét nghiệm theo 12 chỉ tiêu xét nghiệm nhanh nhằm phát hiện các thành phần có hại cho sức khỏe như phormon, hàm lượng thuốc trừ sâu, chất tạo nạc. Thông qua xét nghiệm định tính, nếu phát hiện các loại thực phẩm này có sử dụng chất cấm để bảo quản hoặc sản xuất, chế biến thì khuyến cáo cộng đồng không nên sử dụng. Hiện đơn vị đang làm báo cáo lên các cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp kiểm tra, khảo sát. Nếu phát hiện số lượng nhiều hoặc là phát hiện ra kho hàng số lượng nhiều thì sẽ phối hợp với công an truy xuất nguồn gốc và xử lý theo quy định của pháp luật. Phormon là hợp chất cực độc cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm. Tiêu thụ thực phẩm có phormon sẽ gây ra nhiều tác hại nguy hiểm cho sức khỏe, từ khó tiêu hóa đến viêm loét thực quản, dạ dày, ruột, có khả năng gây ung thư. Nếu nhiễm phải liều lượng cao có thể gây tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Minh Đắc, 55 tuổi ở huyện Đầm Dơi vì liên quan đến vụ hành hạ con nuôi là bé TNT, 4 tuổi. Từ năm 2022, Trần Minh Đắc và LTH, 52 tuổi, nhận bé T làm con nuôi từ một người tên M và có đến Ủy ban Nhân dân phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang làm thủ tục cho nhận con nuôi. Tháng 10 năm 2022, Đắc và bà H đưa bé T về xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi sinh sống. Ngày 5 tháng 11, khi chở vợ đi khám bệnh về, thấy bé T làm đổ vật dụng trong nhà, Đắc tức giận đánh đập bé. Nhiều người dân phát hiện bé T bị đánh nên trình báo chính quyền địa phương giải cứu. Khi lực lượng chức năng đến nhà thì Đắc khóa trái cửa làm mọi người không tiếp cận được. Sau thời gian vận động thuyết phục, bé T được giải cứu với nhiều thương tích trên cơ thể. Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cà Mau đã đưa bé T về trung tâm để nuôi dưỡng, bảo vệ khẩn cấp. Tại thành phố Ninh Bình, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức khai mạc triển lãm không gian di sản văn hóa và sản phẩm thủ công truyền thống. Với mục đích giới thiệu, quảng bá và tôn vinh giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, các di tích, danh lam thắng cảnh của Việt Nam, triển lãm có sự hưởng ứng tham gia của nhiều tỉnh thành. Triển lãm còn được bố trí gồm nhiều khu vực, trong đó có khu triển lãm chung giới thiệu không gian di sản văn hóa Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống. Không gian của một số làng nghề cũng được tái hiện sinh động như là gỗ mỹ nghệ Sơn Đồng, gỗ Dân Hà, nón làng Chuông, lụa Vạn Phúc, thêu ren Thắng Lợi, mai tre đan Phú Vinh, gốm Bát Tràng, mang đến bức tranh đa dạng về các làng nghề truyền thống của nhiều vùng miền trên cả nước. Triển lãm diễn ra cho đến hết ngày 19 tháng 11. Một trong những điểm đến lý tưởng đang được nhiều du khách lựa chọn chính đó là mũi Nghinh Phong tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nguyên nhân là vì nơi đây sở hữu khung cảnh cùng với điểm ngắm bình minh rất đẹp, khiến cho nhiều người ấn tượng khi đến đây chụp ảnh. Hơn một tháng nay, khu vực mũi Nghinh Phong, phường 2, thành phố Vũng Tàu luôn náo nhiệt vào rạng sáng. Ngay từ 4 giờ sáng đã có hàng trăm người tìm đến bãi đất trống này để chọn khung cảnh đẹp đón rạng đông trên biển. Không khí nó nhẹ nhàng, yên bình. Đó, bình minh một trên bãi biển, ngã lên trên một cái cảnh đồi, nó giúp mình xua tan đi mệt mỏi trong một tuần làm việc. Nghinh Phong có nghĩa là đón gió. Đây là mũi đất dương dài nhất ở phía nam bán đảo Vũng Tàu, như cánh tay dương dài ra biển. Ba mặt giáp biển nên Nghinh Phong đón gió thổi bốn mùa. Khu vực này còn có một dòm cổng trước bậc thang dẫn xuống bãi biển, có view chụp ảnh thú vị, được du khách gọi là cổng trời. Được thiên nhiên ưu đãi, địa hình kết hợp hài hòa, tinh tế giữa núi non kỳ dĩ và không gian biển cả bao la. Mũi Nghinh Phong Vũng Tàu có điểm đặc biệt mà hiếm vùng biển nào trên thế giới có được. Đó là cùng một nơi có thể đón tia nắng bình minh, lại có thể ngắm ánh hoàng hôn. Gần 4 năm hoạt động, bếp cơm chay miễn phí Phước Thiện tại phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã cấp phát hơn 50.000 phần cơm chay miễn phí cho người khó khăn. Đều đặn mỗi sáng thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thành viên của bếp cơm chay Phước Thiện do Hội Liên hiệp Phụ nữ và Chữ thập đỏ phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước thành lập lại có mặt tại bếp cơm để lên thực đơn, đi chợ và lựa thực phẩm tươi ngon về chế biến, phục vụ các suất cơm chay miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hiện nay, bếp cơm chay miễn phí Phước Thiện có hơn 10 thành viên, hầu hết đã cao tuổi và có điểm chung là cảm thấy hạnh phúc khi có thể chung tay nấu những suất cơm đủ dinh dưỡng dành tặng các hoàn cảnh khó khăn.
Mục đích mà thành lập cái bếp cơm này, cái thứ nhất là chúng tôi nghĩ rằng tấm lòng tương thân tương ái thì hỗ trợ cho những người cơ nhỏ ở đây là đa số là họ Hồ này, những nơi để họ làm, thế rồi bán vé số. Giờ ở địa phương thì có một số những cụ già nêu đơn. Thời gian bắt đầu hoạt động là từ 6 giờ cho đến 10 giờ bắt đầu cấp cơm cho bà con. Thời gian cấp cơm mỗi một ngày như vậy là cấp cơm hiện tại bây giờ 56 cơm. Từ khi có suất cơm miễn phí, nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn như người già neo đơn, trẻ mồ côi, người bán vé số dạo đã giảm bớt khoản chi phí ăn trưa hàng ngày. Có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các thành viên còn gói thêm suất ăn dành cho buổi tối. Tôi rất cảm ơn các cô là một. Tôi rất cảm ơn như thế là coi như là cái sự tổ chức của trường đấy. Mà các cô ấy là ưu tiên cho như thế là mặc dù là tôi đã có quên giờ, tôi chưa kịp đến thì các cô cũng dành cho. Gần 4 năm hoạt động, bếp cơm đã hỗ trợ được gần 50.000 suất cơm miễn phí, đã và tiếp tục là điểm tựa tinh thần, nơi san sẻ yêu thương cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tiến Thành nói riêng và thành phố Đồng Xoài nói chung. Và đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.